Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Bảo Yên vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân xã Kim Sơn về triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Bảo Yên đã truyền đạt nội dung nghị quyết 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của Huyện ủy thực hiện nghị quyết 10, định hướng chung của huyện trong chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, nội dung chính các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, nhân dân Kim Sơn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất như cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ sở hạ tầng, đầu tư một số cầu cứng trên các tuyến giao thông nông thôn, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp quy mô lớn, phát triển du lịch tại xã, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của xã như hồng không hạt, bưởi, quế, trồng dâu nuôi tằm. Lãnh đạo Huyện ủy Bảo Yên đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của nhân dân, giao cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét giải quyết.